Mình lên vài món phụ tùng đỡ buồn rồi đó. Bột 94 là cái hai cuộn lửa nè. Cuộn lửa một cuộn này củ quay quay 110 thái nha nè. Rồi mình để lâu nó đen, em đánh sơ lại là nó sạch rồi. Cái gì đó, chủ yếu là cái xe quay hồi xưa nó xài lửa lửa máy á, quan trọng nhất là cái cuộn này. Còn kích đồ còn nguyên hết, dây đồ còn nguyên nha. Còn cái cuộn này là cuộn của Future 1, Future 1 đời đời đầu, cũng cũng là đời đầu thì là máy Thái luôn. Cuộn này thì nó lửa nó yếu, mình đo nó khác biệt nhau. Cuộn này zin này thì đó, anh em lấy được bộ dây kích đó, còn cuộn này xài được. Lửa zin thì cái cao su nó lâu năm nó vẫn mềm dẻo, cũng tầm hơn 20 năm đó nè. Giá 100.000, 195, hai cái dây, một cái dây bíp từ nè, 120, dây bíp từ là 15A rồi nè, hàng bãi nha, dây bãi thì nó chắc là dây chống cháy à, mới. Với lại lục ra được cái dây này như là của cái gì đó, cái ấm bình thủy của Nhật á, 7A nè, chưa nó nhỏ hơn nha, 120. 196 mình bán 40 đầu mót này, 180, anh em nào trúng hại lấy. Cái này của Panasonic, màn hình đồ còn đẹp, nó dơ thôi, cái này là dơ. Cái Fujitsu này còn mới nè, đẹp nè. Cái Natuna này cũng còn thấy ok. Còn cái Mitsu này thì nó dơ, nó trầy, nó dơ chứ phải đánh lại. 8 1973, cái món đồ của cúp 200, cái cần số 2 2 chiều của cúp, một cục IC của cúp đèn vuông xe zin nha. Máy này trong xe còn sống đó. Cái này một cái bobin sườn, nó nằm trong mấy cái bộ dây điện đồ của cúp Nhật, nó rớt ra nè. Mình bà bán 200, bình thường anh em cần đi mua cần số này cũng cho mấy 200 mà. Cần số cúp còn đẹp nha, si zin luôn, răng đâu cũng còn ngon lành. Răng là cái này, cái thanh hoa trong đó. Giá 200, 197, 200. 198, một cái hộp nguồn, một cái hộp nguồn của Daiwa với một cái sợi dây nè anh em, 350. Hộp nguồn thôi nha, cái này nó bình nó quý hư rồi, mình giục ra đâu rồi, mình để tính chế độ mà cắt lâu, hôm nay lục ra thấy bán luôn. Ngang một tấc 7 nè, ở đây một tấc 1 nè, chiều cao nè khoảng một tấc, chiều cao tổng tổng này thì nó cao, còn cái phần mà nó chứa đồ rồi cũng một tấc 1 luôn. Cái này của mấy anh chuyên về câu đai hoa nè, nó dắt kẹp nè. Chín tám, 350. Để đo cuộn lửa này, cuộn yếu để mình đo cho anh em coi, nó sẽ khác xíu. Tại vì cái phiêu dầu một đó là mình chạy mình nhớ, còn cái quay đó mình mua ở đâu đó để xe cua mà cuối cùng mình có chiếc quay 110 nữa mình bán hết rồi, còn lại cái này lục ở trong mấy kho ra để lâu quá hay đen đen. Đo là đo cuộn lửa là mà cái dây dây đen sọc đỏ này nè, mình đo trực tiếp ở trên cái đầu này luôn cho nó dễ. Nó khoảng 400 mấy ôm á là nó còn ngon. Với trường hợp nó tiếp xúc tốt là ngon nha anh em. Đó, 500. Đó là 550 ôm ha. Và cuộn còn ngon nè, cuộn nó bị chạm, nó yếu một chút nè.
yếu một chút là nó không có đủ lửa. Không đủ lửa, như nó có 400 mấy ohm mà mình nhớ lúc mình thay ra bệnh này cũng khó trị lắm. Thấy không? Có 400 mấy rồi đó, thấy không? Rồi lúc này cái xe Future 1 của mình là lắp máy chữ công á. Là mình đề thì nó khó nổ anh em, đề á nó không nó khó nổ. Nhưng mà đạp một cái là nổ chạy bình thường á. Và nó bị bệnh đó nha, mình bán luôn. Cuộn quay quay zin này nó ngon hơn Future 1 anh em, quay gì đó mình chạy hả trăm mấy ngàn cây số á, trăm mấy chục ngàn á, mà lội nước rồi ngập nước còn dữ lắm, không hư, không hề hư lửa nha. Future 1 nó vậy mà nó bán qua Việt Nam mình á, cũng đời đầu của máy Thái mà nó lại dễ hư hơn ha, hơi bị chạm đó. Chia sẻ trước đây tại giờ đi xe điện rồi bán lục ra từ từ bán, thấy là bán luôn. Chứ còn xe thì mình bán chiếc quay cho 10 bán cũng 2-3 năm rồi, chiếc quay 125 đó chạy thời gian cũng chán rồi bán. Còn mình đi xe điện giờ mạnh mạnh rồi ha, xe điện mạnh lắm. Bây giờ thì anh em chạy cỡ chiếc 150 mình vẫn chạy quen rồi nè. Anh em nào quen chạy xe điện rồi quay lại chạy chiếc Taiga 125-150 nó cũng vẫn thấy nó trễ trễ thì sao á, cho nên tao mình cũng không chơi này nè. Mình lục nó thấy được mình bán nha, đó mình đo chính xác tình trạng luôn rồi nè.